Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Truyện Ma Tắt Đèn. Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau qua bộ truyện Thằng Cồ. Bộ truyện này là phần 2 của series truyện Trang Điểm Tử Thi. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Thằng Cồ. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Truyện Ma Tắt Đèn phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ và ấm áp bên cạnh người thân và gia đình. Thằng Cồ, tác giả Đào Phú Hải, phần 1 trong 2 phần. Một đồng, 2 đồng, 3 đồng. Trong tiết trời mát mẻ giữa buổi chiều thu, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ lùa qua, làm cây hồng già trơ trụi trước cửa căn nhà nhỏ rung rinh lên mấy hồi. Sau mấy đợt gió lạnh lùa qua, cây hồng già cũng đành buông xuôi mà lìa xa chiếc lá vàng giọt cuối cùng. Lá rơi xuống, làm trơ ra khung cảnh tiêu điều hoang vắng trước khoảng sân lát gạch đã ngã một màu rêu phong. Phía bên kia, cách độ 100 mét, dưới ánh mắt của mấy con quạ đen đang rỉa lông trên chóp mái nhà xác, hằn lên bóng dáng của thằng Cồ. Nó ngồi đó, dắt dẻo trên cái ghế dựa kê ở trước cửa gian nhà. Một chân nó gác lên cái bàn gỗ ọp ẹp, một chân đặt dưới đất mà rung lên từng hồi. Miệng thì lầm rầm đếm nắm tiền lẻ trong tay. Thỉnh thoảng nó lại dừng, đưa một tay lên, hãy hãy cái mũi, rồi cười lên từng tràng dài khoái chí. Mé bên cạnh, trên cái bàn gỗ cũ kỹ, cũng không kém phần ngã nghiêng, điếu thuốc lá hiệu Sapa đặt trên cái gạt tàn làm bằng cái ống bơ quen rỉ, đang không ngừng tỏa ra những làn khói trắng mờ ảo, lơ lửng hòa quyện vào khoảng không gian đặc quánh những mùi tử khí. Ngay lúc này, từ phía đầu bên kia của nhà xác, bóng dáng ông Độ thấp thoáng tiến tới, lướt qua chỗ thằng Cồ. Ngó thấy nó đang ngồi dắt dẻo trên cái ghế dựa, không thuận mắt, ông liền dừng lại nhìn nó mà nạt nộ. Cái thằng ranh này, mày làm cái trò gì vậy hả? Mày có ngồi lại đàng hoàng tử tế không? Tao nói cho mày biết, cái ghế đó tao dùng cái chục năm rồi đó, mà nó vẫn còn tốt đó nghe Hùng. Mày ngồi cái kiểu đó gãy ra thì có chừng tao à. Suốt ngày chỉ biết ngồi chổng ra đó thôi, không được cái trò trống gì hết à. Thằng Cồ thấy tiếng ông Độ như sấm quát phía sau, thì nó giật mình nhổm dậy. Nó ngẩng cái đầu dòm ra, thoáng thấy bóng ông thầy đang tiến gần. Nét mặt lại không có mấy phần dễ chịu, thì vội vàng giấu nắm tiền vào trong vạt áo, buông xuôi hai chân xuống đất, ngồi ngay ngắn, mặt làm bộ nghiêm túc cười nói. Thầy con, hôm nay không có qua bệnh viện hay sao mà về sớm vậy? Qua cái đầu của mày đó. Thoáng thấy nét mặt của ông thầy hơi cau có bực bội, biết có chuyện không lành, thằng Cồ bằng cái giọng xảo trá, nó vội đánh trống lãng qua cái chuyện khác, nhằm tìm cách thoát thân. Còn đâu có ăn không ngồi rồi đâu, thầy thấy đó, con đang kiểm tra kim quỹ đây nè. Mà sao con thấy dạo này tiền cúng lễ nhang đèn bên bệnh viện cấp cho ít quá hả? Có khi còn không có đủ tiền mua vàng nhang nữa đó. Ông Độ vẫn không thèm đếm xỉa đến cái thái độ nhẫn nhơ của thằng Cồ, giữ nguyên cái nét mặt lạnh tanh, nhìn y như cục sắt mà lướt qua chỗ thằng Ôn này. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm, tuy nhiên giọng điệu cũng đã có phần trầm xuống. Tiền với bạc, đừng có mà quá xem trọng nó đi. Mau lo mà học hành, làm việc cho đàng hoàng tử tế. Còn tiền cúng, nhang đèn mà thiếu thì cắt tiền lương của mày ra mà mua, có vậy thôi mà cũng lo nữa. Nói rồi, ông đi thẳng vào trong buồng, bỏ mặt thằng Cồ ngồi đó ngẩn tò te. Lúc này, mặt của nó đã chảy ra như cái bị. Nó bĩm môi, dè biểu. Khi nghe thấy ông thầy nói đến việc sẽ cắt giảm tiền lương của nó, để mà mua giấy tiền nhang đèn. Nghĩ vậy, nó liền xua tay mà chăm chăm nhìn theo bóng ông thầy đang khuất dần sau cánh cửa buồng tối tăm, trong lòng nặng trĩu những lo toan. Mấy hôm nay, ở cái nhà xác này, cũng không có việc gì nhiều, cho nên thầy trò nhà nó cũng rảnh rang mà có thời gian đi ra đi vào. Nhưng thật tình mà nói, thì nó cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Thật ra thì mấy tháng làm việc với ông thầy Độ ở cái nhà xác này, nó cũng học được không ít bản lĩnh. Nếu không muốn nói là giờ đây đã có thể tạm tạm mà tự hành nghề được rồi. Có điều là ngày nào cũng gặp mấy cái xác khô như thế này thì quả thật nó cũng có phần phát chán ngấy lên. Cho nên những ngày nào đẹp trời như hôm nay lại không có cái xác nào được đem đến là nó mừng như mở cờ trong bụng. Nó dùng suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ mà nghĩ rằng đó là có phúc. Hôm nào không có cái xác đưa đến thì ngày hôm đó là ngày phúc khí tràn đầy, mọi sự bình an. Thế nhưng nghĩ là vậy thôi, chứ thật ra không làm việc này thì làm việc khác, vốn ở cái xó này không thiếu việc cho nó làm. Chẳng qua hôm nay đúng là nó đang mệt mỏi mà làm biếng thật, lại vừa hay trúng vào cái ngày xấu, khí trời lại không có xuôi, mà các ông các cụ, các anh các chú thì lại không ai chịu chết vào cái ngày xấu cả. Cho nên nó mới có thời gian ngồi đây mà thơ thẩn phán xét chuyện đời, để rồi bị ông Độ la mắng cho một trận, rồi lại còn nghe ông dọa sẽ cắt giảm tiền lương để đem đi mua nhang đèn vàng mã nữa. Nghĩ đến đây, thằng cô cũng não hết cả lòng, xót xa cho cái mớ tiền lẻ đang lộm cộm ở trên tay. Nó thở dài thường thượt, rồi lại đưa một tay dối lấy điếu thuốc nhằn nhúm đã cháy độ phân nửa trên bàn, đưa thẳng lên miệng mà nhấm nháp. Hơi thuốc vào người làm cho nó phần nào thoải mái hơn, nó lại trầm ngâm suy nghĩ. Kể ra thì nó ở với ông Độ này, tuy là có hay cáu gắt như vậy, nhưng thật ra cũng có nhiều cái hay lắm chứ. Chí ít cũng còn có người nói chuyện hàng ngày, chứ không cứ ru rú ở cái xó này một mình, thân cô thế cô khôi cúc sớm hôm, không sớm thì muộn, nó cũng đến phát tự kỷ mà thôi. Nghĩ vậy, nó cười lên khanh khách, vì biết trong cái xã hội thiệt hơn này vẫn còn có người quan tâm tới nó, lại vừa hay cho nó cái chỗ ăn chỗ ở, có cái công có cái việc mà kiếm được đồng ra đồng vô. Nếu cứ lang bạc ở bên ngoài, với cái lý lịch vào tù ra tội của nó, thì giờ này chỉ có nước mà chết đói ngoài bờ ngoài bụi rồi. Nghĩ đến đây, thằng cô lại vui vẻ thêm mấy phần. Nó ngồi đó mà rung chân rung đùi, đưa ánh mắt ngắm nhìn quang cảnh tiêu điều phía trước mà cười thỏa mãn. Vào đây làm việc với ông thầy Độ cũng đã lâu. Mới đầu thì còn bỡ ngỡ, cảm thấy nơi này có một chút kỳ dị thật đó. Tuy nhiên, ở lâu nó mới phát hiện và hiểu thêm về cái nghề này. Thật sự cũng có khá nhiều điều thú vị. Với lại, ông Độ trước đây đã nói là nó có duyên, bắt buộc phải theo cái nghề này mà. Vậy cho nên, mấy tháng rồi, dù cũng có lúc thở chẳng ra hơi, có lúc lại rảnh rỗi chảy thay ra, nhưng nó cũng không than vãn nửa lời. Ngày ngày vẫn trung thành với công việc chăm nom mấy cái xác khô, rồi lại quanh quẩn trang điểm cho xác chết, cũng gọi là lây lất qua ngày đoạn tháng. Bình thường, ngoài việc chính là trông coi cái nhà xác, lương lậu cũng không được bao nhiêu, thì còn có một số việc kiếm thêm thu nhập, ví dụ như cái việc chuyển xác hay thậm chí là cái món nghề trang điểm xác chết mà nó vẫn thường hay làm. Nhưng cũng chưa hết, nó biết đó mới chỉ là một trong những thứ nghề được mệnh danh là nghề hầu cõi âm, hay nói toẹt ra cho dễ hiểu hơn, chính là phục vụ người chết, ăn lọc ăn lá của người chết. Cái mà nó muốn nhắc đến ở đây không kém phần rùng rợn, chính là cái nghề khâm liệm tử thi. Khâm liệm tử thi nghe qua thì có vẻ màu mè qua lá hẹ, nhưng thật ra thì cũng không khác gì nghề trang điểm tử thi là mấy. Hay nói cách khác thì chính là một bước làm màu làm mè, tắm rửa sửa soạn trước khi an táng cho người đã khuất, đưa phần xác về với lòng đất. Và dĩ nhiên do đặc thù công việc như vậy nên cũng không có thời gian cụ thể quy định rõ ràng, lại càng không tung đạo lý luân thường nào. Thường thì cứ có ai chết thì lúc nào làm lúc nấy, ai nhờ lúc nào thì giúp lúc đó. Nói là nói chung như vậy thôi, chứ ở đây thì không phải là ngày nào cũng có mấy việc đó để làm. Bởi lẽ những người mà được an táng tại đây phần lớn đều là những cái xác vô chủ, không có người thân, chết lang bạc đầu đường xó chợ, nên bắt buộc mới phải đem đến đây mà an táng tập trung, mà địa điểm thì không có đâu xa, ngay tại cái nghĩa địa đằng kia. Ngoài ra thì cũng không hẳn là không có ngoại lệ, vì ngoài những cái xác vô chủ, không có người nhà thân thích đến nhận, thì thỉnh thoảng cũng có một số gia đình không mấy khá giả, lại có địa chỉ cư trú gần đây, hoặc vì một vài lý do nào đó mà khi chẳng may có người thân giáng số qua đời, thì cũng đều tìm đến mà thuê luôn trọn gói, từ trang điểm xác, họa di ảnh, tắm rửa mai táng ở cái phần khuôn viên nghĩa địa, để rồi thỉnh thoảng ghé qua mà thăm viếng, cùng bái nhang đèn. Đã vậy, lại gặp luôn ông Độ, xem tướng đọc mạch dị, mà chọn đất chọn hướng, rồi lại bỏ công bỏ sức canh chừng chăm nom hương quả, quản lý, giúp bảo vệ một phần người thân, nên nhiều người cũng ưng ý lắm, mà giao trọn cái phần trách nhiệm cho ổng. Vì vậy mà thầy trò nhà nó cũng kiếm được chút tiền trà thuốc, bánh trái cho hàng ngày. Tuy nhiên, đó là việc của ông thầy Độ, nên cũng không để ý cho mấy. Còn riêng phần nó, thường thì nó vẫn chỉ làm công việc quen thuộc là trang điểm với giữ nhà xác thôi, còn phần còn lại đều là do ông Độ một tay lo liệu. Với lại, nó là cũng chỉ nghe loáng thoáng ông Độ kể lại sau mỗi lần như vậy, nên biết được một chút, chứ cũng chưa có phần đích mục sở thị, ra tay mà thử sức bao giờ, nên nó cũng đành mặc kệ, không muốn tò mò nhiều cho mệt xác. Nó tặc lưỡi mấy cái, rồi đứng dậy ôm theo cái hộp thiếc đựng tiền, đi thẳng vào trong buồng. Cất kỹ cái hộp thiếc đựng tiền vào cái hộc bàn, nó leo tót lên giường, nằm ngửa bụng mà dạn chân dạn tay ra, định bụng đánh một giấc đến chiều, rồi chỉ việc dậy đi ăn cơm. Vậy là hết một ngày dài đăng đẳng. Thế nhưng ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Không biết số nó đã gặp nhận tốt hay xấu, mà ngay lúc vừa đặt lưng xuống giường nhắm mắt thiêu thiêu vào giấc, thì lại có tiếng gõ cửa cành cạch vang lên, làm cho nó choàng tỉnh. Ngay sau đó, nó nghe thấy cái giọng nói ngọng liếu ngọng lo quen thuộc của lão bảo vệ tam già dội vào từ cái lỗ ở cánh cửa bên ngoài. Ăn thầy Lương, thầy Liên, thầy Độ, có ở trong đó không? Chỏ cái miệng vào cái lỗ hỏi mấy câu lấy lệ, rồi lão liền tự tiện như con ruồi, thò một tay qua cái lỗ ở cánh cửa gỗ mà sờ soạn vào bên trong tìm cái then cài, lạch cạch mở cửa ra, thò cái đầu vô dòm. Từ bên trong gian buồng của ông Độ, tiếng ngáy đều đều cũng vì vậy mà ngắt quãng. Ngay sau đó là tiếng kèn kẹt rít lên từ cái giường cũ bên buồng của ông Độ. Có lẽ ông cũng đã tỉnh giấc và đoán ra ngay là giọng của lão già bảo vệ. Thế nhưng, vốn đã không ưa lão này từ lâu, lại nhân cái lúc bị phá giấc ngủ thì liền gắt lên rồi quay ra mà đá điểu xỏ xiên lão tam mấy câu. Còn bà cái thằng chết băm nào đó, không có mắt hay sao mà còn hỏi, hay là bị đuôi rồi? Bên ngoài, lão tam thấy ông Độ sắc mặt thoáng một chút không có vừa lòng, và tất nhiên cũng không chịu thua, liền đáp lại. Giọng lão vẫn ngọng liếu ngọng lo, nghe thôi đã đến phát sôi cả máu. Tôi tam bảo vậy đẹp trai, lịch lãm đây nè. Sợ lão bị cái xì lõn che mắt nên tôi mới hỏi vậy thôi. Rồi lão có bị mù không nhìn thấy tôi thì cũng nghe thấy mà biết đường trả lời. Cũng may lão không có bị điếc. Ông Độ từ ở trong buồng nghe có đứa rủa mình thì tức lắm. Ngay sau đó liền ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở mà sòng sọc mở cửa buồng bước ra. Một tay ông chống nạnh, một tay vịn vào cái bản lề, mặt chênh lên một góc 90 độ hất hàm. Cái gì? Làm cái gì? Ăn no trứng mỡ hay làm sao? Mở đó, vào mà húp. Người ta đang ngủ trưa, không ngủ, rảnh quá kiếm chuyện hả? Đang bận công chuyện, lão tam dù cay cú không kém phần, nhưng cũng không muốn dây dưa với lão làm cái gì cho mất thêm thời gian. Lão đành nuốt cục tức, rồi bằng cái giọng nửa phần muốn giải hòa, nửa phần cay cú bực bội, lão ấp úng nói vào mấy câu cho xong chuyện. Hôm nay anh mày không có rảnh nghe, hẹn tình yêu của anh hôm khác nghe, Càng bây giờ mau mà ra đón khách cho tôi đi. Ngoài kia có mấy người muốn gặp lão đó. Nhìn có vẻ gấp gáp lắm. Ra liền đi. Lão Tam bảo vệ nói gấp gáp mấy câu, nhưng vẫn không quên nhắc ông Độ ra ngay. Bởi biết tính cái lão Độ này vốn lề mề. Cứ mỗi lần mà gọi lão hay ai có việc gì mà muốn gặp lão là cứ phải đợi đến cả tiếng đồng hồ sau thì lão mới thò cái mặt ra. Mà cứ mỗi lần như vậy, lão Tam lại phải tiếp khách giùm, rồi lại tốn trà tốn thuốc, mất thêm cả thời gian công sức mà không được cái gì. Cho nên, mỗi lần có ai tìm gặp lão Độ, là lão già này có vẻ bực bội, khó chịu lắm. Cứ như vậy, lão nói cái giọng vô mấy câu, cũng không thèm quan tâm ông Độ có nghe rõ hay không. Lão đã liền quay người bỏ đi, bỏ lại ông Độ đứng đó, vẫn còn bực bội vì ngủ chưa đã giấc. Rồi sau đó, không biết hà cớ làm sao mà khi bóng của lão Tam lấp ló khuất dần sau dãy hành lang, ông Độ lại quay ra mà trút giận vào cái cánh cửa đánh trầm một cái, làm cho thằng Cồ nó đang vĩnh tay hóng chuyện cũng phải giật hết cả mình. Vậy rồi cũng không đứng đó lâu, lát sau thì ông Độ cũng vội vàng chỉnh lại cái vạt áo rồi lóc cóc đi ra hướng cổng bệnh viện mà đón khách. Một hồi sau thì trở vô, đi theo sau ông là hai người, một nam một nữ, mà qua cái chất giọng thì cũng đoán được là hai ông bà đã ngoài trung niên. Lúc này thằng Cồ đang nằm ở buồng bên, cũng không tài nào ngủ lại được, nhưng nó vẫn nằm lì ở bên giường, võng tai sang buồng của ông Độ mà hóng hớt câu chuyện. Mời ông bà ngồi. Người đàn ông tên Toản nghe ông Độ nói thì liền nở một nụ cười méo mó, trên khuôn mặt buồn rầu ảm đạm, đoạn cất tiếng mà đáp lời. Thôi, thầy cứ để vợ chồng tôi tự nhiên đi. Dừng lại một giây do dự, người đàn ông lại nói khẽ. Ai, cũng không làm mất thời gian của thầy. Chuyện là hôm nay nhà tôi đến đây để nhờ thầy xem giúp cho, mà lo liệu cho cháu nó cái chỗ yên nghỉ. Thiệt tình thì... Ông Độ thấy lão ta cứ ấp úng vậy thì cũng ậm ừ, nhưng có lẽ vẫn còn chưa rõ ngọn ngành, nên sau đó ngập ngừng mấy câu, ông liền hỏi lại. Ý của ông bà là... Người đàn ông lại nói tiếp. Tôi và nhà tôi là người nhà của cái xác mà hồi sáng sớm nay mới nhận về từ bên nhà xác đó, là cái xác bị sét đánh. Nghe đến đây thì ông Độ chợt nhớ ra, đúng là hồi sáng nay có một gia đình đến nhận một cái xác. Cái xác là một người thanh niên, mà qua lời nói của người đàn ông kia thì có thể đoán được chắc là con cái trong nhà. Nhưng cái xác đó là cái xác bị sét đánh. Đêm hôm trước nhận về nhà xác thì đã cứng đờ, toàn thân đen xì, tóc tai gãy gọn phân nửa, không thể nào cứu chữa được nữa. Lúc trả về, ông đã dặn dò kỹ lưỡng là phải đem đi hỏa táng ngay rồi mà. Vậy còn đến đây nhờ vả cái gì nữa? Thoáng suy nghĩ, ông Độ liền tò mò hỏi lại. Cái xác người thanh niên bị sét đánh đó à? Không phải là tôi đã dặn dò kỹ lắm rồi hay sao? Là phải đem hỏa táng ngay rồi mà. Hôm nay ông bà còn đến đây làm gì? Người đàn ông nghe ông Độ hỏi vậy thì có phần cũng hơi lúng túng. Nhất thời ông ta vẫn chưa biết giải thích như thế nào, lắp bắp mãi một hồi rồi mới nói. Ai, biết là như vậy, nhưng mà bà nhà tôi lại thương con, nói là sợ nó bị nóng. Mới đầu thì tôi cũng không có chịu, nhất quyết làm theo lời của thầy. Nhưng mà nghe nhà tôi nói lại nhảy hoài thì cũng mũi lòng. Với lại thật ra thì... Đến đây bà Tho, vợ của ông Toản ngồi cạnh, đường thúc tha thúc thích, thấy ông chồng cứ lắp bắp dòng do Tam Quốc thì cũng phát sôi máu. Bà mới liền ngậm ngùi dừng lại, đưa tay kéo vạt áo, lau dội đi khóe mắt đỏ que mà xen vào mấy lời thay cho ông chồng. Cũng không giấu gì thầy làm gì. Thật ra là chi phí hỏa táng cao quá, mà nhà tôi thì cũng không có mấy khá giả, nên cũng không có điều kiện mà lo liệu. Trong lúc chuẩn bị tang lễ, đang không biết làm thế nào, thì nghe có người chỉ cho là thầy có nhận làm cả mấy cái việc này, cho nên nhà tôi mới mạn phép, đến xin ý kiến và nhờ thầy giúp đỡ cho. Vừa là tròn ý của thầy mà cũng là tội nguyện ý gia đình của tụi tôi. Thầy coi làm sao giúp gia đình tôi với. Đến đây thì đã rõ ngọn ngành. Ông Độ cũng chỉ gật gật đầu, đưa tay rót thêm một chút nước trà vào mấy cái tách đã cạn, đoạn mới nói. Thôi được rồi, cái gì giúp được tôi sẽ giúp. Tuy là cũng có chút bất tiện thiệt đó, nhưng ông bà đã nói vậy rồi thì cũng không thể giương mắt mà làm khác được. Với lại đây cũng là trường hợp đặc biệt. Thôi, được rồi, ông bà cứ mau trở về đi, rồi liệu mà tổ chức tang lễ cho cậu nhà như bình thường, xong rồi sớm đưa cậu qua đây, chứ để cậu ở ngoài lâu cũng không có hay ho gì, rồi lại nhiều kẻ dòm ngó đó. Ông Độ nói cái ý đó, chắc hai ông bà kia cũng đã hiểu, vì hôm qua ông đã tính trước mà dặn dò kỹ lắm rồi. Bởi lẽ là người chết vì sét đánh vốn đã là cái chết rất thảm, nhiều người độc miệng còn nói là bị trời đánh. Mà xung quanh đó từ hàng trăm năm nay vẫn lưu truyền cái lời đồn thổi huyền bí đại loại như là những kẻ hành nghề đạo tặc muốn phát tài, đánh đầu thắng đó thì có một cách là đào trộm mộ người chết vì sét đánh, chặt một bàn tay đem về yểm. Người thì nói có cái bàn tay đó, kẻ trộm trước khi hành sự chỉ việc cho lên bàn thờ khấn, bàn tay đó sẽ chỉ hướng nào thì đi ăn trộm hướng đó sẽ thành công. Kẻ thì kêu đem bàn tay đó đi ăn trộm, nếu bị chủ nhà phát hiện thì chỉ việc quơ quơ trước mặt thì chủ chỉ có nước đứng im bất động cho trộm khoáng hết đồ đạc. Lại có tin là lấy được cái xương bánh chè hoặc là chân của người chết, mài ra sắc nước uống sẽ chữa được nhiều bệnh, đặc biệt là người tâm thần uống nước này thì bệnh sẽ dứt ngay. Hay ai đó có đốt sống lưng của người bị thiên lôi đánh, làm bùa treo ở cổ thì sẽ không bao giờ bị bệnh. Đây cũng chính là lý do vì sao ông Độ lại dặn hai ông bà sau khi làm lễ mai táng xong phải đem hỏa táng ngay mà không được chậm trễ, vì ông cũng không có tiện giữ mấy cái xác kiểu này. Bởi ông hiểu hơn ai hết, ngoài việc sợ người ngoài dòm ngó nảy sinh nhiều ý đồ xấu thì còn có cớ sự khác kinh khủng lắm mà ông không có tiện nói ra. Còn chuyện bây giờ, hai ông bà này có lời nhờ cậy như vậy thì không thể mà làm ngơ được, đành phải bất đắc dĩ, gật đầu mà đồng ý chứ biết làm sao. Đến đây, người đàn ông tên Toản cũng như hiểu ý. Sau một ánh mắt ái ngại, ông ta liền đứng dậy ấp úng. Vậy được rồi, gia đình tôi nhờ cậy vào thầy. Có gì thì chiều nay nhà tôi lo liệu xong xuôi, sẽ đưa cháu nó qua ngay mà nhờ thầy. Có gì tôi sẽ báo cho thầy sớm. Chào thầy, tôi gì? Nói lấp lửng mấy câu gọi là cho phải phép thì ông Toản cũng đứng dậy mà kéo bà vợ ra về. Ở gian buồng bên cạnh, thằng Cồ nằm thao láo nãy giờ cũng đã nghe rõ ngọn ngành, lại còn biết được thêm một chút kiến thức về người bị sét đánh gì đó, cho nên cũng không còn gì thắc mắc. Nó nằm, chờ hai ông bà kia đi khỏi thì nó mới lồm cồm bò ra khỏi giường, bước ra ngoài. Lúc này thấy ông Độ vẫn đang ngồi bên cái bàn nước, phì phèo điếu thuốc, nó mới tiến tới cười rồi hỏi cho có chuyện. Thầy định giúp hai ông bà đó thiệt hả? Ông Độ thấy thằng đồ đệ cũng đã có vẻ hóng hết chuyện, cho nên ông cũng không giấu giếm làm gì, nhẹ nhàng gật gật đầu. Xong ông dừng lại, vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt hướng ra khoảng không đặc quánh, toàn là khói thuốc, hòa quyện trong mùi nhang đèn, mùi nước trà và khói thuốc, như đang suy tính điều gì. Ông thở dài nói ra mấy câu. Ai, là phải mệt mỏi một phen nữa rồi. Chiều hôm đó, đúng như đã nói trước, hai vợ chồng nhà ông Toản cùng đám người nhà cũng đã đưa thẳng cái xác cậu con trai đến giao tận tay cho ông Độ. Ngoài trời lúc đó không còn sớm cũng không muộn, vẫn còn dương dấn ánh nắng, chiếu qua mấy cái cành cây trơ trụi, làm cho bóng mấy cành cây hằn lên, in xuống dưới khoảng sân lát gạch trước cửa nhà xác, chỗ đám mấy người nhà ông Toản đang đứng. Trên nét mặt, người nào người nấy ủ rũ buồn rầu, như đang hòa vào trong tiếng nấc nghẹn của bà Thoa. Lúc này, ông Toản mới bước lên, quay ra nhìn bà vợ một hồi. Ông cất cái giọng run run, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt, não nề. À, tôi thì chuyện đã như vậy, cũng không có gì để buồn rầu nữa. Nói thật với thầy, gia đình tôi cũng chỉ có mỗi đứa con này. Không may nó giáng số qua đời. Vợ chồng tôi, kẻ đầu bạc tiếng, kẻ đầu xanh. Đến đây là cũng tròn chữ tình chữ nghĩa rồi. Phần còn lại đành nhờ cậy cả vào thầy hết đó. Thầy cứ giúp nhà tôi đi. Rồi tính xem có phát sinh chi phí gì thì thầy cứ nói lại với nhà tôi một tiếng. Nhà tôi đội ơn thầy. Dừng lại vài giây, như chợt nhớ ra điều gì đó. Ông Toản lại tiếp. Vẫn bằng cái giọng trầm trầm, ông ta ném về phía ông Độ một ánh mắt ái ngại. Chết, có chuyện này không biết là có đúng hay sai, có nên hay là không nên nữa. Chuyện là ở trên đường đi, nhà tôi thấy để cháu nó nằm ở bên ngoài, trong khi trời lại nắng chói chang, quả là có chút bất tiện, nên đã đưa cháu nó vô trong cái áo quan kia, thầy coi có được không? Ông Độ nghe vậy thì hơi cau mày, giật mình. Ông vội nhổm tới, ngó vào trong cái áo quan mà hỏi. Chết, vậy đã làm lễ gì chưa? Nghe thấy điệu bộ của ông thầy Độ có vẻ lo lắng, ông Toản vội lắc đầu, trên nét mặt cũng thoáng chút lo lắng bất an. Dạ, chưa có làm gì hết, chỉ là nhà tôi đem cháu nó qua đây. Trên đường, thấy để cháu nó phơi xác ra thì có chút bất tiện, nên mới cho cháu tạm vào đó thôi, chứ cũng chưa có làm gì hết. Làm sao? Hả? Thầy, có gì nghiêm trọng lắm không? Nghe đến đây, ông Độ thở phào một hơi. Vậy thì còn được chứ. Chứ tưởng nhà ông đem liệm rồi thì còn nhờ giả cái gì nữa. Thôi thì cứ chuyển vào đi, để tôi lo liệu cho. Ông Toản bấy giờ như trút được lo lắng trong lòng, thì vội gật đầu cảm ơn rối rít. Dạ, nhà tôi đội ơn thầy. Thầy cứ coi sao rồi báo với tôi một tiếng. Nói rồi, ông Toản chìa ra tờ giấy nhàu nát. Trên đó có ghi nghệch ngoạc dãy số điện thoại của ông ta để tiện cho ông Độ liên lạc và một cái phong bì tiền, chắc là tiền lễ để lo liệu cho thằng con xấu số của lão. Xong rồi, lão lại lẳng lặng cúi đầu lùi ra. Phía bên kia, bà Tho, vợ của lão, vẫn cố bám víu vào cái góc áo quan, chạm trổ cái hình rồng hình phượng mà nấc lên nấc xuống từng hồi bi ai. Bấy giờ, thấy cảnh xót xa, ông Toản cũng không kìm được nước mắt. Ông liền vội quay ra an ủi, rồi cũng miếm môi miếm lợi, túm lấy áo của bà mà lôi xịch ra ngoài. Thôi, tôi xin bà đó, khóc lóc cái gì hoài vậy không biết được nữa. Nè, mấy đứa, giúp thầy chuyển vô trong đi. Sau tiếng nói của ông Toản, mấy thằng thanh niên to khỏe xăm xăm bước lên, mỗi thằng một tay, cùng nhau nhấc bổng cái áo quan đặt lên trên cái xe băng ca. Xong xuôi đâu đó, một thằng chắc cũng có họ hàng gì đó bước ra, nó vỗ vỗ vào cái cổ quan tài, quay ra đưa ánh mắt xót xa về phía hai ông bà kia mà nói. Xong rồi chú, mình về đi, cứ để em nói cho thầy Độ lo, mình về mà còn lo liệu tang lễ, rồi còn cảm ơn bà con láng giềng mấy lời nữa. Chứ con thấy từ sáng tới bây giờ cũng có nhiều người bỏ công bỏ việc tới giúp. Mình mà không có một lời thì áy náy lắm đó chú. Nói xong, thằng thanh niên quay ra hất hàm cho mấy đứa còn lại, vội vàng đi ra một bên. Ông Độ nãy giờ im lặng quan sát, bây giờ mới chịu lên tiếng. Giọng của ông trầm mặc, bình tĩnh trở lại như thường. Thôi, được rồi. Ông bà cũng đừng quá đau buồn. Ông bà cứ về đi. Mọi chuyện để tôi lo liệu. Còn hôm nay cũng đã trễ rồi. Lại nhắm phải cái ngày xấu nên chưa có làm được cái gì. Cứ tạm như vậy đã. Rồi sớm mai sau khi tang lễ thì hãy qua. Còn phụ tôi một tay nữa. Làm lễ đưa cậu nhà về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Xong xuôi đâu đó thì hàng tháng có thể đến cúng kiến nhang đèn như bình thường. Được rồi, đi về đi. Nói mấy câu đuổi khéo, ông Độ liền quay sang phía thằng Cồ. Cồ à, mày đẩy cái xe băng ca đưa cái quan tài với cái xác cậu ta về buồn trước đi, rồi ở đó đợi tao. Nghe thầy nói vậy, Cồ cũng không nói gì, trầm trấp mà ì ạch lôi cái xe đi. Cái quan tài nặng nề gùi xuống, làm cho cái xe kéo rít lên ken két. Cái âm thanh cứ thế mà hòa vào trong cái khoảng không và tiếng khóc thúc thích của hai ông bà kia, làm cho nó vốn đã bi ai buồn thảm, nay lại càng tiêu điều lạnh lẽo đến nhạt nhòa. Phía ông Độ, sau khi quay ra tiễn đám người nhà của ông Toản về, rồi cũng vội trở lại căn nhà. Nhưng lúc này chưa bước vô, mà ông dừng lại trước cái bàn thờ, bốc lấy một nắm gạo trong cái chén cạnh đó mà ném ra bên ngoài. Không biết ông nhìn thấy cái gì mà gằn giọng quát lên ầm ầm. Cái lũ mà đói mà khát này, khôn hồn ăn rồi cút đi đi. Có cái gì mà giờ mày ngó chứ, ông lại bắt hết tụi bay bây giờ ạ. Thoáng nghe như vậy, cô đang hì hục trong buồng, cũng lấy làm tò mò. Nó toàn bước ra, định bụng xem ông Độ đang làm cái trò quái đản gì. Nhưng bây giờ, ông Độ đã quay vào xua xua cánh tay. Thôi, có cái gì mà coi, vào phụ tao đẩy cái quan tài ra coi. Nói rồi, ông phăng phăng đi vào trong buồng. Phía sau, thằng Cồ nó thấy vậy, cũng không dám trái lời, vội hớt ha hớt hải chạy vào trong mà phụ một tay. Hai thầy trò nhà nó cứ hì hục một lúc, đến mệt nhòi mới đưa được cái quan tài lên trên cái giường sắt. Phủi phủi hai bên tay áo, thằng Cồ nó làm ra vẻ nhăn nhó khó chịu. Còn bà nó chứ, cái gì mà nặng vẫn biết nữa, đứt hết cả hơi luôn. Đúng là cái quan tài này nó có chút nặng nề thật. Mặc dù đã có cái xe băng ca đỡ ở dưới, chỉ việc đẩy nó trượt lên giường là được. Vậy mà hai thầy trò nhà nó cũng phải đổ mồ hôi, sôi cả máu mới đẩy được cái quan tài lên cái giường sắt, là cái giường mỗi ngày vẫn dùng để trang điểm. Ngay sau đó, lại phải cực lực lắm mới cậy được cái nắp giáng thiên nặng nề ra. Lúc này, từ trong quan tài cái mùi tử thi thối rữa đã bốc ra nồng nặc. Mặc dù cũng đã quen với cái mùi này, nhưng với nồng độ dày đặc thế này thì vẫn làm cho thằng Cồ nó phải lùi lại thở dốc mấy hồi. Ông Độ đứng kế bên dù cũng khó chịu, nhưng vẫn có phần bình tĩnh hơn. Thôi, thằng Cồ, mày đem cái nắp ra dựng sát vách nhà đi, rồi cất cái băng ca, xong rồi đi cơm nước đi, chút nữa thay tao mà canh cái xác, chứ để đây đến cái nịch cũng không còn đâu ạ. Thằng Cồ nó nghe như vậy, cũng đã biết là tại sao lại phải canh cái xác, nên cũng không lấy làm thắc mắc. Nó lẳng lặng bước ra, lầm lũi đẩy cái băng ca đi. Xong xuôi đầu đó thì nó vội chạy ra cái giếng nước ở đầu hồi mà múc dội mấy gầu nước dội lên người cho hết cái đám hôi thối. Sau đó thay bộ quần áo rồi mới lặng lẽ đi xuống nhà ăn. Ở trong buồng, ông Độ bấy giờ không biết làm cách nào mà đã lôi ra được cái thi thể đặt nằm sóng sồi bên cạnh cái áo quan, làm cho mùi hôi thối càng lúc càng bốc lên nồng nặc hơn. Hơi cau mày, nhìn vào cái thi thể đen xì đang bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, toàn thân căng ra, nứt toát nhiều vết, mỡ trắng mỡ vàng lồi cả ra ngoài. Ở hai bên tai mũi vẫn rỉ ra một ít máu huyết đã quánh lại thâm đen, tỏ ra cái mùi tanh hơi lợm giọng. Nhìn thoáng qua một lượt như vậy, ông cũng vội đưa tay che mũi, rồi lắc đầu quay qua bước ra trước cửa. Ngồi xuống cái bếp lụp xụp cạnh đó, ông đưa cái cây khiều khiệu đám tàn lửa đỏ hồng vào cái bếp, rồi chất thêm ít củi cho cháy bùng lên. Lúc này, bên trên cái kiềng sắt đặt cái nồi nước hoa hồi quế chi, đã hãm từ lúc chiều. Cũng vì vậy mà bắt đầu reo lên những tiếng xèo xèo ùng ục. Từ trong cái nồi, cái thứ nước đặc quánh bốc hơi tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Sau khi đã xong xuôi đâu đó, thì ông mới thả lỏng người mà từ từ đứng dậy, bước ra dối tay, bưng lấy cái bình trà ở bên trên cái chõng bên cạnh, rót đầy nước vào cái chén mà đưa lên húp sùm sụp mấy ngụm. Nước nóng hòa quyện với trà, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Lúc này, mùi nước trà cùng với mùi nước hoa hồi đã phần nào xua bớt đi cái mùi tử thi nồng nặc xung quanh, làm nét mặt của ông Độ cũng giãn ra mấy phần mà thoải mái dựa lưng vào vách. Có trà thì không thể thiếu thuốc. Ngay sau đó, ông Độ lấy ra từ trong túi áo gói thuốc lá Sapa có cái vỏ màu trắng trắng, in hình mấy bông hoa. Tuy là thuốc lá rẻ tiền, nhưng ông lại nghiện cái vị đậm đà của thứ thuốc này. Đối với người nghiện lâu năm như ông, vốn dĩ mấy cái thứ thuốc nhạt nhẽo khác không thể nào so sánh với thứ Sapa vừa êm vừa say này được. Ông đưa bao thuốc lên, vỗ vỗ mấy cái, xé một góc ở miệng bao, rút ra một điếu đưa lên miệng, đánh lửa mồi điếu thuốc. Ông nhẹ nhàng rít lên một hơi dài, nhả ra làn khói đặc quánh mà nở một nụ cười. Đến đây, đột nhiên ông lại nghĩ đến thằng Ôn Cồ, miệng của ông lẩm bẩm. Thằng ranh, phen này có việc cho mày làm rồi đây. Nói rồi lại đưa điếu thuốc rít mạnh mấy hơi nữa. Cái cảm giác phê pha cứ dập dìu, làm cho đôi mí mắt của ông cũng bắt đầu trùng xuống. Quên hết đi những lo toan muộn phiền, chuẩn bị tinh thần cho công việc đại sự. Không biết nên nói là lành hay là dữ đây. Bên ngoài trời cũng đã tối. Trên cái nền trời nhá nhem, từng làn gió mát rượi thổi qua, làm mấy ngọn cỏ héo hon bên hành lang cũ dọc theo nhà xác rung lên từng hồi. Lúc này, thằng cô đã trở về từ bên nhà ăn sau khi đã làm đầy một bụng cơm. Nó vẫn vui vẻ quýt sáo, chân nọ xỏ chân kia. Nó bước thẳng một mạch về đến căn nhà lụp xụp có cái mái tôn Đồng Nai mới thay đầu tháng trước. Đưa tay đẩy cánh cửa khép hờ làm nó rít lên kèn kẹt. Thằng cô thò một chân bước vô, ngó thấy ông Độ vẫn còn ngồi đó, nó liền cười đon đả. Thầy đi ăn đi, để con canh cho. Có cái xác khô thôi, ai lấy mất mà thầy phải mất công mất sức vậy? Thấy nó nói vậy, ông Độ liền trừng mắt. Còn bà mày cái thằng ranh, nói vậy mà cũng nghe được à? Bao vật đó con à, sao hở là tụi nó ẩm cả xác lẫn quan tài luôn chứ giỡn làm sao? Thôi, mày ngồi đây canh cho cẩn thận nghe, tao đi ăn dội một miếng rồi chút nữa tao về. Nói xong, ông Độ lẳng lặng bước ra, bỏ lại thằng Ôn Cồ ngồi nghịch ra ở đầu cái ghế dựa, cạnh cái quan tài. Bây giờ nó ở một mình với cái xác kỳ dị này. Thì quả là nó cũng chưa từng thử qua cái cảm giác này, nên cũng không khỏi có chút chột dạ. Nó tò mò nhổm nhổm dậy mà dòm vào cái quan tài trống không, rồi lại dòm qua cái xác thằng Sét Đánh đang nằm im bất động ngay bên cạnh, rồi sụt dội đầu về, mặt nhăn nhó. Nó lùi ra sau mấy bước. Trời ơi, đen xì như con chó thui vậy, có cái quái gì mà quý báu chứ. Con bà nó, lão già hồ đồ. Nó liền đứng dậy, không thèm quan tâm nữa. Nó đi ra cái bàn thờ mà làm công việc quen thuộc hàng ngày. Thắp cây nhang cắm vào lư hương mà lầm trầm khấn vái. Rồi sau đó mới quay lại chỗ cái quan tài mà ngồi vắt vẻo. Có lẽ do hồi chiều thiếu ngủ nên có chút mệt mỏi, lại thêm cái việc mới làm no một bụng cơm. Mà căng cơ bụng thì trùng cơ mắt, cho nên ngồi một lúc thì mắt nó cũng bắt đầu cụp xuống mà liêm diêm dần. Một lúc sau thì cũng đã liệm hẳn đi, không biết nó đã gật gù như vậy được bao lâu. Bỗng nhiên có cơn gió lạnh buốt từ ở ngoài lùa vào làm cho nó giật mình dãy lên đành đạch. Nó sảy chân té nhào ra khỏi cái ghế dựa, đầu đập cái cốp vào cái tấm ván quan tài, một chân đá mạnh vào cái thành giường đau điếng. Trời ơi, cái gì vậy nè? Nó la lên thất thanh như con heo bị thọc tiết, mắt mở trợn trừng nhìn vào cái thi thể ở trên giường. Không hiểu vì sao, cái xác cứng đờ co quắp kia bỗng kêu cạch lên một cái, rồi dựng ngược hai tay lên. Cánh tay đen xị tứa máu giơ lên trước mặt nó, làm cho nó bất giác nhớ lại con thi quỷ ngày trước mà sợ hãi, tay chân đập loạn xạ, giật lùi về sau mấy bước. Mắt thao láo nhìn chăm chăm vào đôi tay đen xị cong queo kia. Tuy đã cứng vía hơn kỳ trước, tuy nhiên gặp phải cái cảnh này, thằng cô nó cũng không khỏi thất thế mà bất thần sợ hãi. Nó ngồi im, dương đôi mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào cái xác mà cảnh giác cao độ hơn. Bây giờ, cái xác kia chỉ cần cử động một chút thôi là nó đã sẵn sàng để lao ra ngoài thoát thân ngay. May sao trời Phật phù hộ, tổ tiên độ trì. Một hồi lâu chờ đợi, không thấy có một động tĩnh hay chuyện gì xảy ra. Bấy giờ, thằng Cồ nó mới thở phào nhẹ nhõm. Thoáng suy nghĩ, nó đứng dậy, liều mình tiến lại gần xem xét, lòng tự trấn an. Chỉ là ảo giác thôi, ma quỷ cái gì ở đây chứ. Đến khi đã bước lại gần, nhìn vào một lượt, thấy có vẻ không có gì nguy hiểm, nó mới dở lẽ ra. Chắc chỉ là do cái xác vẫn còn một chút phản ứng sinh học, lại bị đưa đi đưa lại nhiều lần, nên mới như vậy. Còn bà nó chứ, làm ông hết hồn à. Nói xong, lau dội đi dòng mồ hôi lạnh trên trán. Nó tiến tới bẻ gập hai cánh tay xuống, rồi quay ra cái bàn nước cách đó hai bước chân mà ngồi xuống. Thấy ông Độ vẫn chưa về, nó mệt mỏi nhìn lướt qua một lượt căn phòng, rồi lại ngáp ngáp mà mắt liêm diêm. Không bao lâu, nó lại ngủ thiếp đi không hay biết gì nữa. Mãi cho đến khi ông Độ đã trở về, thấy nó đã nằm đó kéo gỗ khe khẽ, thì ông cũng mặc kệ, lẳng lặng mà lắc đầu mấy cái rồi bước ra ngoài bếp. Chắc thêm xô nước vào cái nồi hoa hồi quế chi. Xong xuôi đâu đó, ông khép lại cánh cửa, rồi cũng leo lên cái chõng tre trước mái hiên mà nằm. Ánh mắt của ông cứ dập dìu vào khoảng không gian vô định, u ám tối tăm trước khoảng sân của căn nhà xác. Phía trên, quần sáng nhờ nhợ đỏ, phát ra từ cái bóng đèn tròn lủng lẳng trên cái xà ngang, bị bóp nghẹt đến thôi thóp. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, bên ngoài, cây hồng già trơ trụi, rùng mình lắc lư dữ dội. Mỗi khi có cơn gió sắc lẹm liếm qua, tạo lên những âm thanh xào xạc ghê người. Trong cái khoảng không, tiếng mũi do ve bè phối với tiếng mọt giấm dắt trong thành cái chõng tre cũ kỹ vang lên lê thê một bản nhạc não nề. Đêm đã quánh trước tầm mắt của ông Độ. Ông nằm đó, cuốn lấy cái làn khói thuốc chất dưỡng đang là bay lên từ cái điếu thuốc đang kẹp chặt trong tay, rồi cứ thế bay lên hòa tan trong bóng đêm cô tịch. Sáng ngày hôm sau, nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, thằng Cồ ngáp ngáp mấy cái rồi tròn tỉnh. Nó đưa mắt nhìn thoáng qua cái thi thể thằng Xét đánh một lượt, rồi cũng không thèm để ý gì mà bước thẳng ra bên ngoài. Thấy ông Độ đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ở xó bếp, hì hục chắc nước vào hai cái thau lớn, thì nó liền xông xáo tiến lại, đỡ phụ một tay. Ê, thầy, để con, sao thầy về không gọi con vậy? Đêm qua con mệt quá, thiếp đi không biết gì luôn đó. Ông Độ nghe như vậy, lườm ánh mắt đờ đờ thâm xì. Có lẽ đêm qua ông đã thức trắng đêm để canh cái xác kia thay cho nó. Thấy vậy, thằng Cồ cũng có chút ngượng ngạo. Nó gãi gãi đầu cười trừ, rồi dương đôi mắt ít nghe ông Độ chửi. Còn bà mày, nhờ có chút việc cũng không xong nữa, lăn quay ra ngủ như vậy, cái xác nó ẩm cả mày đi mày còn không biết nữa. Ôi, không được cái nước nô gì cả. Ông Độ khó chịu, buông ra mấy câu, rồi lại cặm cụi làm tiếp. Phần thằng Cồ thoáng thấy ông thầy hôm nay có chút khác lạ, nhưng nghĩ chắc là do ông cả đêm không ngủ, cho nên mới thành ra như vậy, nên cũng không tiện hỏi. Nó chỉ im lặng mà vào phụ một tay thôi. Chợt nó lại nghe loáng thoáng ở đằng phía xa, chỗ cái nghĩa địa có tiếng người xôn xao cùng tiếng cuốc lẻn kẽn. Thấy lạ, nó liền dừng lại, đưa ánh mắt tò mò nhìn ra mà hỏi. Thầy, ở ngoài đó có gì vậy? Thầy có nghe thấy gì không? Ông Độ vẫn cặm cụi không thèm ngước đầu lên. Có cái gì đâu. Mấy người nhà ông bà hôm qua đến phụ đào huyệt. Có cái gì mà tò mò chứ. Mày làm nhanh lên rồi vô đây. Nghe vậy, thằng Cồ cũng không nói gì nữa. Cùng với ông Độ bưng cái thau nước hoa hồi quế chi vào trong buồng. Bấy giờ ở trong buồng, cạnh cái cổ quan tài chỉ còn trơ lại mỗi cái xác trần như nhộng. Mấy tấm áo liệm, vải dốc đã bị ông Độ lột sạch từ bao giờ. Nè, khiêng cái xác ra đây coi. Nói xong, ông Độ chỉ tay ra cái miếng ni lông đã trải sẵn ở giữa nhà, lại còn có cả một cái mâm lễ bày biện ở bên cạnh. Vậy mà thằng Ôn này nó ngủ say không biết một chút cái gì. Đúng là bị ông Độ chửi không có sai mà. Đến cái nịch cũng không còn nữa chứ bộ. Nghĩ vậy, thằng Cồ cũng có chút áy náy mà không dám ho he gì thêm nữa. Nó vội quay ra cùng với ông thầy, khệ nệ khiêng cái xác ra. Cái xác đến kỳ phân hủy, thịt da vốn đã có phần bùng nhùng, nay lại đang căng dần ra như quả bóng bơm hơi, khiến cho hai thầy trò cũng có chút chật vật. Thằng Cồ cũng không dám làm mạnh tay, chỉ sợ sơ sẩy một chút là sẽ làm tuột luôn một miếng da ra bên ngoài, thì chỉ có nước mà no đòn với ông Độ. Cho nên nó căng mắt ra mà nhìn, rồi nhẹ nhàng làm thật cẩn thận từng chút một. Lây hoay như vậy mà hồi lâu, thì ở giữa cái gian nhà, ánh nắng đã chiếu xuyên qua cái rèm cửa mà hắt vô. Mùi hôi thối ngột ngạt cũng đã dần bớt đi nhiều. Nhìn cái thi thể lõa lồ nằm cong queo ở trên tấm ni lông, ông Độ phủi phủi tay vào sau quần rồi cười. Xong rồi, mày vào tắm rửa cho cái xác đi Cồ, để tao làm lễ. Cồ ngơ ngác nhìn ông thầy, thoáng chút khó hiểu. Nhưng mà, thầy ơi, con có biết làm gì đâu. Làm đi rồi tao chỉ cho, phải làm thì mới biết chứ. Ông thắp 3 cây nhang trên cái bàn lễ, mùi nhang trầm tỏ ra ngào ngạt, làm nét mặt của ông Độ cũng giãn ra. Nhưng nhìn vẫn hốc hác đến quái đản. Ông nở một nụ cười méo mó mà cúi đầu thành tâm khấn vái. Bốn ân tổng bao, 3 cõi đều nhờ, khắp cả mọi nơi đồng thành tịnh độ. A đàn đê đang đa bà tì, a đàn đê đang đa bà tì. Xong xuôi, ông quay qua phía thằng Cồ hất hàm mà nói. Xong rồi, làm đi. Ông cũng không để nó làm một mình, từ từ ngồi xuống, sắn vội tay áo mà bắt đầu vào việc. Làm đến đâu, ông nói đến đó. Phía thằng Cồ cũng vừa nghe vừa nhìn mà răm rắp làm theo y như vậy. Nghề nào cũng là nghề, việc nào cũng là việc. Riêng cái nghề này làm thì phải có tâm có đức, không phải suốt ngày cứ mong chờ có người chết để mình có việc mà làm. Mọi chuyện cứ để nó tới tự nhiên. Mày cũng đừng có nghĩ làm cho người chết thì làm sao cũng được đâu nghe. Với người sống, mày sai, người ta biết, người ta chửi đánh mày thôi. Còn với người đã nhắm mắt, mày mà làm gì bậy bạ, tự mày biết. Lương tâm mình dằn vặt không yên đâu con à. Cho nên phải làm cho thành tâm thành ý một chút. Cồ nghe như vậy cũng cúi đầu, múc một gáo nước hoa hồi quế chi, dội lên phần chân tay của cái xác, rồi từ từ nhẹ nhàng xoa đều cái thứ nước màu nâu sền sệt đó, rửa đi những đốm máu hoen từ những vết nứt. Ông Độ một bên, thằng Cồ một bên. Cứ như vậy, thay nhau làm tỉ mỉ từng bộ phận, từ chân tay cho đến cả thân người, rồi cuối cùng mới đến phần đầu. Cái thi thể tuy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phần tóc lại quăn queo gãy gọng. Ông Độ cũng tỉ mỉ trao chuốt lại cho tử tế, rồi cuối cùng thì cũng xong. Ông quay ra nhìn thằng Cồ mà thúc giục. Xong rồi, bây giờ qua phụ tao khiêng cái áo quan ra đây đi. Ông liền đứng dậy đi qua chỗ cái áo quan. Lúc này bên trong cái áo quan vẫn trống không, không có thứ gì, chỉ còn dương lại chút mùi gỗ mới. Tấm áo quan nặng trịch cũng được đem ra rửa kỹ lại một lần bằng nước hoa hồi, cho sạch các thứ ô uế. Các phần vết nối thì được chích lại bằng kính mít, một thứ bột gì đó, có mùi như là mùi hoa nhài. Làm xác cũng lắm công phu, trị hòm cũng phải làm cho kỹ càng, không được để không khí nó ra vào. Xong xuôi sẽ lót bao ni lông kéo cái miệng lên khoảng nửa hòm, rải trước vào một lớp tro trấu để hút nước. Cũng để sau này, nếu có cải tán thì cũng dễ dàng, vì khuôn hòm có thể rã ra, nhưng trò trấu trăm năm thì vẫn còn. Sau này bóc đụng cái lớp trò đó thì biết là cốt đang ở đâu. Như vậy cũng có thể dễ dàng lấy ra hơn. Kế đến là trải một lớp trà thơm. Khi xưa, người ta thì cuốn kén bằng cái rơm lót hoặc là lấy ít lá xuân diệp rải vô. Nhưng sau này thường thì dùng trà. Vì trà có tính oxy hóa rất mạnh, giúp cho quá trình phân hủy dễ dàng hơn. Ngoài ra, cũng giúp cho loại bỏ được một số thứ ô uế có thể xảy ra trong quá trình phân hủy. Dừng lại một giây lấy hơi, ông Độ lại tiếp. Đến đây thì coi như đã được một phần nữa, cái xác cũng vừa ráo nước, có thể đem đi trang điểm. Nhưng ở đây thì không cần thiết, bởi người nhà không có yêu cầu. Vả lại dung mạo cái xác vẫn còn đẹp đẽ, nên có thể bỏ qua, chuyển qua bước cuối cùng. Buộc võng thân. Buộc võng thân là buộc làm sao? Ở đâu hả thầy? Thằng Cồ nãy giờ chỉ im lặng, nghe đến đây quá đội khó hiểu, tò mò mà buộc miệng hỏi. Ông Độ nghe vậy cũng vẫn bình thản mà cười. Không phải buộc võng cho mày nằm đâu con à. Buộc võng thân cũng là một kỹ thuật của người tẩm liệm. Đối với người già yếu có thể không sao, nhưng đối với người trẻ con còn đương sức, gân cốt còn khỏe mạnh, võng thân không làm kỹ, thời điểm xác trương lên có thể nó bật nắp, thậm chí có trường hợp đang cúng thì hòm bật cả nắp lên, rồi cái gì đến thì mày cũng đã từng nếm thử rồi đó. Biết là ông Độ chỉ dọa vậy thôi, nhưng Cồ vẫn không khỏi thất kinh. Trong đầu của nó thoáng lướt qua một cảm giác rờn rợn, làm nó cũng có chút e dè. Nó lại bị ám ảnh bởi nghĩ đến cái con linh quỷ mặt xanh như tàu lá chuối, móng tay đen xì xì, toàn thân lông lá. Nó nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh mà ghi cho cái tấm vải siết thật chặt lại cái thi thể kia. Bỗng nó bị ăn bụp một cái vào đầu. Còn bà mày, làm nhẹ nhàng thôi, rụng mẹ nó tay chân xương cốt còn người ta ra bây giờ đó. Thằng Cồ bị ông Độ dỗ cho một cái đau điếng, thì nó mới hoàn hồn mà giảm bớt chút sức lực. Sau một hồi tó cả mồ hôi, cuối cùng thì cũng đau ra đó. Sau khi nhập quan và khép miệng bao, ông Độ lại rải thêm một lớp trà lên trên cùng với giấy tiền vàng bạc. Đến đây thì đậy nắp hòm lại, đóng đĩa rồi trét chai, bắn keo kín kẽ. Tất nhiên, thằng Cồ nó cũng không chịu bỏ qua bước này, vội nhảy bổ vào giành lấy cái búa gỗ và túi đinh tám bọc trong cái túi vải. Nó đóng từng hàng đinh dày như may quần áo lên tấm gián thiên. Cuối cùng khi đã xong, thì nó ôm bụng cười lên khà khà, nghĩ thầm. Đóng đinh như vậy thì có cha của linh quỷ sống lại cũng không bật nắp mà ra được đâu. Xong hết cả thì cũng đã quá trưa, chưa kịp nghỉ ngơi thì cả đám người nhà ông Toản đã kéo nhau vào mà phụ hai thầy trò nhà nó khiêng con tài ra ngoài cái huyệt đã đào sẵn. Thằng nào thằng nấy to như con trâu mộng, nên cũng chỉ 10 phút là đã đưa được cái áo quan ra ngoài khu nghĩa địa kia. Riêng thằng Cồ thì bị ông Độ sai ở nhà, dọn dẹp cái mớ bề bộn, vì nó có ra ngoài đó cũng không có giúp được gì, chi bằng cho nó ở nhà dọn dẹp, ăn cơm sớm rồi tối còn ra coi chừng cái xác. Ông Độ xách cái túi đồ nghề đi ra sau đám người đang ì ạch khiêng quan tài. Dừng lại, liếc mắt nhìn lên khoảng trời u ám, rồi lại cúi mặt xuống nhìn vào quan tài đã được đặt cạnh cái huyệt. Ông Độ bất giác thở dài mấy lượt, nét mặt của ông lúc này thoáng có vẻ căng thẳng lắm. Nhưng mà ông trời thì cứ như đùa giỡn với lòng người. Bấy giờ, mặt trời vẫn đang ửng nắng xanh trong, thì không hiểu từ đâu mây đen cứ ùn ùn kéo đến. Càng về chiều, những đám mây đen càng kéo đến đen kịch mà không có dấu hiệu dừng lại, làm cho ông Độ hơi cau mày. Từ vội vã chuyển thành cáu gắt, ông nhanh tay đưa lên bấm tính cái gì đó, rồi lại quay qua đám người mà quát lên ầm ầm. Thôi, tránh ra, làm nhanh lên là trễ mất giờ đẹp bây giờ. Mấy người kia còn đứng đó ra làm cái gì nữa, nhanh lên đi, mưa tới bây giờ đó. Nghe vậy, mấy thằng thanh niên đang ngơ ngác đều giật mình mà hớt hải vào việc. Đứa nào đứa nấy xăm xăm túm lấy đầu cái bó dây vải đã được buộc sẵn, mỗi đứa một đầu nhấc bổng cái quan tài lên khỏi mặt đất, trong tiếng ồn ào thê lương mà từ từ hạ cổ quan tài xuống huyệt. Phía bên cạnh, bà Tho thấy vậy thì bổ tới, bám víu vào chân một thằng trong đám mà rú lên từng hồi xót xa. Ông Độ đương bực mình, thấy bà ta dướng chân dướng cẳng, liền xổ tới mà xô bà ta qua một bên, rồi vội vàng tiến tới chỗ cái bàn lễ mà bắt đầu thắp nhang múa máy khấn vái lầm rầm. Phía bên ông Toản thấy vậy thì vừa xót cho vợ, lại không kém phần thương xót cho thằng con vắng số, nhưng cũng không dám trái ý thầy, vội tiến lại kéo bà Thoa ra một góc mà ôm nhau khóc nấc lên từng hồi bi ai thảm thiết. Đúng vào lúc này, ngay trong bầu không khí xót xa, từ trên bầu trời một tiếng sấm nổ vang lên. Ngay sau đó là một vệt sáng lóe lên, đánh đùng một cái sát ngay chỗ đám người, chưa dừng lại ở đó. Không hiểu vì sao, gió ở đâu nổi lên ầm ầm, làm đổ cả cái bình hoa bên cạnh bàn lễ. Cái bình lăn xuống, xô vào cái ống nhang, làm nó rớt xuống đất bể thành nhiều mảnh. Ba cây nhang đang cháy dở dang cũng vì vậy mà rơi ra rồi tắt ngấm. Mọi chuyện nói thì lâu, chứ diễn ra thì trong chớp mắt, làm cả đám người ai nấy đều giật mình kinh hãi, tròn mắt nhìn nhau ngơ ngác. Xung quanh tất cả âm thanh đều bỗng dưng trở nên im bặt. Một tiếng bịch khô khốc vang lên từ dưới đáy huyệt tối tăm. Nét mặt ai nấy đều chuyển từ xót xa sang lo âu sợ hãi, bởi vì trong lúc hỗn loạn vừa rồi, cả đám thanh niên đều giật mình mà buông thõng bó dây dải làm cổ quan tài rơi xuống đáy huyệt. Trời ơi là trời, con bà tụi mày làm ăn vậy đó hả? Ông Độ lo lắng vội vàng nhảy tới mà dòm xuống cái huyệt vẫn còn nhớp nháp bùn đất mà gằn giọng quát lên ầm ầm. Cũng may cái quan tài không bị làm sao. Thở phào một hơi, ông vội rút từ trong tay áo ra một bó vải màu vàng, viết vẽ lằng ngoằng chữ nghĩa hình thù gì đó mà mở ra trải xuống dưới huyệt, rồi lại nói cái điệu bộ vẫn hấp tấp vội vã lắm. Mau lấp đất lại đi, càng nhanh càng tốt. Quay sang nhìn đám người nhà ông Toản vẫn cứ ngây ra, ông Độ phát tiết là chửi ầm lên. Trời ơi, mấy cái thằng kia còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Mau lấp đất đi, nhanh lên, không thì hư chuyện hết bây giờ, coi chừng chết hết cả lũ đó. Nghe như vậy, cả đám thanh niên mới bừng tỉnh mà phi vào hùng hục, xúc từng xẻng đất lấp xuống cái huyệt. Bà Thoa thấy sự lạ, lại càng gào lên thảm thiết hơn, mà xỉu lên xỉu xuống. Ông Toản cũng toát hết cả mồ hôi hột để dỗ dành bà ta. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Nghề Tẩm Liệm Tử Thi, tác giả Đào Phú Hải. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2, cũng là phần kết của tập truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.